ảnh bị thần kinh điên thì bệnh hồi lâu rồi, cũng bệnh ba hồi lúc ảnh bệnh rồi là tới 37 năm rồi đó, mà mới bệnh lại hết được mười mấy năm, rồi giờ bệnh lại bữa nay là được 3 tháng. Cái đường vô nhà của anh á chị, nộm này là ở đâu ra chị ha? Anh vác ở Vĩnh Long về á. Vác ở Vĩnh Long về đây và đặt vô cái đường vô nhà vậy ha. Anh bị bệnh rồi công an bắt xịt cai rồi đem lên Vĩnh Long, xịt cai đem lên Vĩnh Long rồi nằm hết hai mươi mấy ngày mới về. Cô chú chị nhìn cái cảnh mà anh tâm thần mà anh ở trong một cái chỗ này là tối không có ai luôn á. Ở đây có đèn đuốc không? Không có điện, không có nước. Anh xài nước ở dưới hồ cái dồ của chú Năm bên đó, bên kế bên, xài cái hồ cái dồ mà kêu anh xài dưới sông thì anh không có xài, mà anh xài nước dưới hồ cái dồ mà cũng không có đèn điện, không có đèn gì luôn. Dạ, Nghĩa xin chào cô chú anh chị. Hôm nay Nghĩa xuống thăm hoàn cảnh của một người anh và bà con cũng có chia sẻ là cuộc sống gia đình của anh khó khăn và hình như là anh đang bị một cái căn bệnh về tâm thần hay là bị vong nhập gì đó. Và khi mà bước tới đây thì anh đang sống trong một cái khu đất trống đầy cỏ mọc um tùm, nhìn rất là sợ luôn á. Và cuộc sống của anh rất khổ. Để hiểu thêm cái câu chuyện thì em sẽ mời em gái của anh đó sẽ chia sẻ lại cho cả nhà biết về cuộc sống của anh đó. Dạ, em chào chị. Là chào. Chị, anh là bị lâu chưa chị ha? Anh bị thần kinh điên thì bệnh hồi lâu rồi, cũng bệnh ba hồi lúc anh bệnh rồi là tới 37 năm rồi đó, mà mới bệnh lại hết được mười mấy năm, rồi giờ bệnh lại bữa nay là được 3 tháng rồi hết bớt rồi. Anh bao nhiêu tuổi rồi chị ha? Anh chắc tuổi mùi năm mươi mấy rồi đó. Tuổi mùi năm mấy á. Dạ, thì em thấy cái đường vô nhà của anh đó chị, thấy có một cái hình mộng này là ở đâu ra chị ha? Anh vác ở Vĩnh Long về á. Vác ở Vĩnh Long về đây và đặt vô cái đường vô nhà vậy ha. Bây giờ em chị vô gặp anh xíu nha. Nhìn rất là sợ luôn á cô chú chị. Anh đặt cái hình mỗi này. Bữa ảnh đem đồ lên ảnh phơi vậy đó. Anh đặt cái hình đem nón về cho nó đội, rồi đem vỏ sách rồi lên để đó. Rồi cái hồi lúc mà anh bị rồi mình có nhốt anh lại gì không chị ha? Anh bị bệnh rồi công an bắt xịt cai rồi đem lên Vĩnh Long, xịt cai đem lên Vĩnh Long rồi nằm hết hai mươi mấy ngày mới về. Cái hồi lúc đó là anh của chị có quậy gì không chị? Có đi ảnh lúc ảnh căng lên cái ảnh đi lại nhà của chị, cái chỗ mà hồi đó ảnh không có bệnh, ảnh ra ảnh vác ba cái cát đá đó rồi ảnh đập bể cái kiến nhà của người ta. Đập kiến nhà của người ta rồi mấy công an xuống bắt rồi xịt cai rồi đem lên Vĩnh Long nằm hết hai mươi mấy ngày. Chị nhìn cái cảnh mà anh tâm thần mà ảnh ở trong một cái chỗ này là tối không có ai luôn á. Ở đây có đèn đuốc gì không? Không có điện, không có nước. Anh xài nước ở dưới hồ cái dồ của chú Năm bên đó, bên kế bên, xài cái hồ cái dồ mà kêu anh xài dưới sông thì anh không có xài, mà anh xài nước dưới hồ cái dồ mà cũng không có đèn điện, không có đèn gì luôn. Tối rồi anh có la lớn gì không chị? Không có la, tại vì hôm lúc bệnh thì la, còn giờ ở nhà đi trị bệnh về bớt rồi không có la nữa. Em nghe bà con nói là lúc trước có nhiều lúc là anh không thích mặc đồ luôn hả? Có lúc hồi bệnh mấy chuyến trước là ở chằn ở chuồng rồi xiềng lòi tối rồi xiềng vô gốc dừa rồi hết rồi giờ đi nằm bệnh viện về đợt này không có xiềng nữa, tại người ta nói nếu như mà xiềng thì nó sẽ căng nhiều nên giờ không có xiềng. Mà giờ nó về ăn cơm, bữa nào cũng dở cơm cho anh ăn vậy đó. Trời ơi, anh ở cái kiểu này luôn hả? Đồ anh treo đó, thích màu đỏ, treo đỏ không á. Thích màu đỏ hả? Thích màu đỏ, treo đỏ tùm lum hết. Em chào anh. Anh đang ăn hả? Đây là anh là bé Hoàng Phản Đỏ hả? Trời ơi. Ở ngoài Vũng Tàu về. Anh biết anh tên gì không? Tên Lê Văn Tiền. Lê Văn Tiền. Phú Hải hiểu trở về. Dạ. Là anh là bé Hoàng Phản Đỏ. Rồi hồi lúc trước nghe nói là anh không thích mặc đồ, sao không thích mặc đồ vậy? Tại nhớ vợ thương con. Anh hồi xưa có vợ con không chị? Làm việc ở trong ruộng. Ba chục năm về trước
có vợ rồi có đứa con rồi có bầu có 9 tháng à, rồi cái ảnh bị bệnh á, rồi bà vợ thôi luôn tới giờ, rồi đứa con giờ nó theo mẹ mà đi mằng ở Sài Gòn. Đúng là một mát thì né được, mát đừng rổ đừng đồ phát ghế là sao chị? Anh nói tầm bậy vậy đó, anh nói tầm bia tầm bịa. Ừ. Ờ cái chỗ anh ngủ đây hả chị ha? Ờ, ngủ ở trong này nè cơn. Bữa nào chị cũng dọn dẹp, hồi sáng anh giục mấy bao gác vô đây mới dọn dẹp cho anh nè. Hồ quá vậy chị hả? Đúng, anh giục cái bao gác ở trên nóc mồm chị mới ginh giục xong hết rồi đó. Rồi cái miếng ga đó nãy anh để trong đây mới lôi ra ngoài đó luôn rồi đó. Đó chỗ ngủ vậy nè. Cảnh ginh cái niệm của người ta chết á, người ta chết xong rồi người ta giục á rồi anh ginh về anh ngủ nè. Lấy những đồ của người mất về. Đồ niệm đồ là của người ta chết á, cái ông kê. Dạ. Cái ông trên đầu chết đó rồi ông cho nữa. Rồi của lôi về vậy đó. Ginh tôi. Lượm đồ trong rửa da chai à. Dạ. Ủa nước này à, anh hứng đâu vậy? Múc cái dũng đó lên thằng à, uống à, cho mặt trời gọi vô à. Múc cái dũng này anh hả? Ừ. Trời ơi. Ừ. Hai vợ chồng tạo dũng à. Dạ. Được cái ao nước à, mình. Trời ơi. Vợ con đang dưa hấu à. Là sao à? Ngày trưa mẹ bán dưa à, mẹ cưa cái cẳng, mẹ nắn cái nồi à. Dạ. Nồi miếng da à. Tha cục bột á. Là anh bệnh là 37 năm có rồi đó. Có xài bột còn à. Dạ. Là điên là 4, bệnh là 4 năm lần rồi. Chết chị khủng quá nè, không nghe không cự. Dạ. Dạ trời mà cái bụng rất ngon. Hết rồi về rồi đi làm hồ rồi hết. Dạ. Làm bằng cho chị Hồng, bằng Đông Xuyên, Đông Nai, bằng chỗ này chỗ kia, bằng ta cho ăn cơm. Ta cũng cho ăn cơm vậy đó. Bằng chị Hồng chứ cũng cho ăn cơm. Đi lụm tùm lum hết trơn, cái gì cũng lụm hết trơn luôn vậy đó. Mà nước này anh tự hứng luôn hả? Tự hứng, ảnh hứng á. Dạ. Cái kiểu thì ba mua cho ảnh, thì ảnh hứng. Anh là anh thích màu đỏ vậy ha? Thích màu đỏ con đó. Con rồng ở đây đẹp không? Con rồng chó tiên ở đây đẹp. Đâu? Đuôi rồng nè. À. Con chim nè. Con chim của anh nuôi nè. Dạ, chim anh nuôi hả? Ừ. Dạ, trời ơi. Mà nó hót trên cây á. Yeah. Nó hót trên cây á. Nó vui lắm. Yeah. Có bầu 9 tháng rồi cái ảnh mới bệnh lên. Yeah. Bệnh căng kinh lên, mới xô bà vợ té rồi xong. Rồi bật lúc hồi đó thì nhà của ba thì nhà mà cột mù u á, còn nhà cột gọi mù u đó. Rồi cái mới đóng vòng cái xiềng dò ảnh lại, ảnh mới bươi lủng lỗ lủng hang hết. Nhà đất mà ảnh bươi dữ lắm. Nếu mà nhà đất mà xiềng ảnh lúc mà ảnh căng kinh lên xiềng lại ảnh bươi ngã góc cột đó, anh cũng nói ngã góc cột luôn á. Dạ. Nó bươi ngã góc cột. Bươi góc mù u rồi bẻ gãy cây, gãy đồ, gãy hết trơn. Dạ. Nhà nhưng vậy. Mà gia đình của mình á là hồi lúc đó là gia đình mình có nói gì để anh buồn hay là anh trở nên gì không chị? Không, hồi xưa cũng như là ảnh mới có đám ảnh đời ở ghế quen cái chị đó ở trong nhà đài á. Hà Lệ Mai á, rồi cái người ta kêu ở ghế, ông đó làm thầy, mã ông thầy tim ở trong ngã tư nhỏ đó. Rồi đám nói xong rồi không biết chừng nào mới tới đám cưới á, cái sau tự nhiên ảnh căng bệnh lên. Người ta nói là chắc là bị ổng yếm gì đó, rồi cái ảnh bệnh lên, ảnh căng kinh điên lên. Rồi người ta bắt con gái lại, ảnh mới về này đi nằm thương biên hòa rồi hết rồi về xong rồi cái ảnh mới đi cưới vợ đó, rồi là mới đẻ được đứa con. Đẻ đứa con ra rồi đứa con nó theo mẹ. Mà giờ mẹ nó cũng chết luôn rồi. Rồi nó thì giờ ở Sài Gòn. Rồi nó cũng không có lo gì được cho ảnh hết. Rồi ảnh đây mấy chị em đồ lo vậy đó cho ảnh thôi. Yeah. Còn là nhà cửa anh bươi hết. Gia đình của mình cũng nghĩ là một là anh bị tâm thần. Hai là bị ma nhập. Hoặc ma là bị nhập, yếm bùa. Hoặc là bị yếm bùa. Mà không biết cái nào. Nhưng mà từ lúc mà anh ở trong cái chòi này lâu chưa chị ha? Chòi này ở lâu lắm rồi. Lúc trước cái chòi kia. Trời kia rồi mối ăn sập rồi giờ mấy cắt lại ảnh đi anh lúc mà ảnh còn tỉnh anh đi mằng có tiền á, đi mằng hồ cho chị Hồng á, rồi chị Hồng trả tiền rồi lấy tiền về mới mua tôn cây mới cất cái nhà này cho anh ở nữa. Yeah. Là cái chòi này tự anh làm có tiền rồi ba cho cũng có ba cho mớ rồi tiền của ảnh nữa, tiền của ảnh mằng dành dụm lại. Yeah. Đừng rồi, cất cái nhà này
Hiện tại là gia đình mình cũng không có thể nào mà lo được cái chỗ ở cho anh tốt hơn xíu hả chị? Dạ không, tại vì ai cũng có chồng có gia đình hết rồi, tư riêng hết trơn rồi, không có lo được. Chứ em thấy anh ở đây là thứ nhất là trong một cái khu đất trống như thế này và cây cỏ rất là hiu quạnh và không có điện gì hết á, rồi mưa gió đó, thì có thể là tạt bất cứ lúc nào. Ừ, tạt mưa ướt nhẹp luôn đó. Ảnh đi vác được hai miếng tôn về rồi cái chị mới che lên đó. Che lên chứ mưa cái nó ướt nữa cái bộ giường á, chị ảnh vịn rồi cái chị che lên mà ảnh còn chửi nữa. Anh nói ghét đi đừng anh đi công chuyện. Đi hoài à. Đi gần lát gì à, đi gần lát gì à. Mưa là ướt nữa cái bộ giường này nè. Ướt nữa cái niệm đó. Anh là thích màu đỏ hả chị? Thích màu đỏ. Tờ cái gì cũng màu đỏ, lụm về màu đỏ hả? Cái gì anh cũng nói đỏ đỏ đẹp, đỏ đẹp. Anh là cô bé Hoàng Thân Đỏ hả? Đúng rồi. Cô bé Hoàng Thân Đỏ nói gì sao? Nói hãy giữ gìn của chung à. Không đừng hái phái những gì của ai. Là có tội với trần gian à. Khi ngồi đây à, chứ khi bay bổng về trời rồi phá tán thì khi thấy chưa được đẹp à. Chưa được có thức ăn à. Nhìn thấy tội nghe không? Năm mươi mấy tuổi rồi. Trời ơi, ăn cơm thiêu, cơm nguội. Có bữa ăn cơm thiêu, cơm nguội để bữa nay tới ngày hôm sau anh mới ăn. Nước đồ cũng đâu có uống, trời mưa mới có nước uống, trời nắng uống nước với hổ dồ, không có nước uống, điện đài cũng không có luôn. Rồi mưa tới rồi. Nước là anh múc với hồ đó lên để tô đó uống vậy đó. Anh thử à. Tội nghiệp ghê không? Là những cái đồ này là hồi nãy chị có nói em là giường này là lụm những cái đồ của người chị mất đi về xài hả chị? Đó. Nắp nè, niệm đồ của người ta mới chứ gọi người ta dục đây nè, cũng vinh về nè, niệm gối ôm này nọ. Còn mấy bao này bao gì quá trời chị? Gác gến thúi đồ thúi đồ chị mới mới đổ dưới sông xong rồi dục cái bao lại đây cho ảnh để ảnh khỏi đổ cái bao gác người ta ảnh lấy. Còn cái hình nộm hồi nãy trước khi mà bước vô nhà thấy ớn thiệt chứ. Cái hình nộm đó anh cũng vác ở Vĩnh Long về nè, cái này của ta nè, ta chết người ta bỏ lại anh cũng lôi về. Đồ gì chết không ha? Đó, bìa đá cũng vác của người ta nó cái mức tôn nè. Cái bức tôn mưa là dọn ướt nữa cái giường rồi mấy không kinh, gian rất là cái tôn về che lên cho cây cỏ không một mình người anh này có vẻ là như bị ma ám hay bị tâm thần gì đó nên là anh mới nên là gia đình cũng nghèo nên là mới cho anh dựng cái chòi ở đây ở và tất cả những cái đồ dùng mà anh đang sử dụng thì anh thích, anh là thích xài đồ của người mất hả chị? Tại vì không có đồ không có đồ nên người ta dùng rồi xăng á anh lụm về xài hết trơn. Áo quần rồi cũng của người ta dục không anh lụm không, niệm là cũng của người ta nữa nè. Nhưng mà nhưng mà gia đình của anh là được bao nhiêu anh em chị ha? Anh em cũng anh em 7-8 người mà có gia đình ở xa xa hết trơn mà không có lo gì được cho ảnh á. Rồi bây giờ là không cũng ai không có ai lo lắng được hết hả? Dạ không ai lo hết trơn rồi. Chị là em ruột luôn hả? Em ruột thứ 8 mà cũng mắc công chuyện tùm lum hết trơn cũng không có lo được. Rồi cấp gài thấy ảnh quá trời không ai lo hết rồi mới về lo cơm nước cho ảnh vài bữa rồi cũng không có lo được nữa. Anh ơi, anh uống nước chứ anh uống có thấy uống được không? Mát rượi đàng hoàng à. Trời ơi, múc với mười nó uống mát rượi luôn hả? Trời ơi, thấy tội không? Như vậy mấy tôm càng ra chợ rồi. Rồi tối anh ngủ sao? Anh ngủ trên giường đó ha? Ngủ rồi chớp mắt cái nghìn thu vĩnh biệt muôn đời à, không gặp lại nhau à. Bây giờ anh có muốn mau hết bệnh không? Muốn mau hết bệnh à. Anh có biết niệm Phật không? Biết niệm Phật. Đâu ạ? Đâu niệm Phật em nghe thử cho bà con nghe thử. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni A Di Đà Phật. Niệm Phật nhớ phải chắp tay hay sao mà? Nhớ phải chắp tay là niệm. Anh nói là Nam Mô Phật giúp con hết bệnh đi. Nam Mô A Di Đà Phật giúp con hết bệnh. Con tên gì? Con Lê Văn Tiềm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni A Di Đà Phật. Chắc có lẽ là do anh bị một cú sốc buồn gì gia đình phải không? Gia đình.
gãy đổ nữa chừng. Đời đó thân ta khổ đau cơ cực mà trời mưa rồi, soạn bao nhiêu giống tốt để được rồi, khỏi đi nữa, không mô gì đâu Phật. Rồi bây giờ là anh ở đây luôn nha, anh đừng luôn. Có đi nữa nha. Chuyển diễn, đừng ra chợ ra lộ nữa. Dạ, anh đi mấy người nhà của anh kiếm anh hoài kiếm không được á, cũng lo cho anh nha. Dạ. Là anh chị em á, dù khó khăn nhưng mà rất là lo lắng cho anh nha. Dạ. Anh đừng có đi gì rồi anh chị cũng nghỉ việc rồi phải chạy đường cho đáo kiếm anh á. Dạ. Nha. Anh ở đây mấy anh chị có gì cho anh ăn đó nha. Dạ. Bác dạ. Ra đi. Ba đi cung trùng với mười hai quá. Dạ. 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 Bởi vì cũng buồn lo muốn chết luôn, phải có được cái nền này đừng cho anh nằm anh ngủ cho nó đừng có dơ người ảnh nè. Dạ. Đâu có ai đâu cho bữa hổm mà nói để trong ảnh có cái nền đất đừng cho anh ngủ cho nó sạch sẽ anh. Ăn cơm dạ. đi. Anh ăn cơm đi. Là gia đình mình cũng khó khăn nên là cũng không có thể nào lo được cho anh có nền xi măng hả chị ha. Dạ, ai cũng thấy không ai lo hết trơn á cưng ơi. Dạ. Ừ. Hồi nãy chị nói là nhà bao nhiêu người? Nhà mà 7-8 người á. Dạ. Tại vì lớn cũng phải lo. Em đi làm ở xa hết trơn, ai cũng ở xa hết, không ai ở gần ai hết trơn. Dạ. Nhưng mà anh á là em thấy là anh cũng còn hiểu á chị, nói anh nghe đó. Mình phải là nói chuyện với anh mỗi ngày để anh phải là quên đi những cái khi ở một mình stress á. Chị ngồi với anh đó đi. Chị ngồi xuống anh đi. Anh ơi. Anh biết chị này không? Biết à, Quỳnh Tám Bẹ. Là ai? Lê Tám Bẹ, Lê Thị Bẹ. Em của anh hả? Lê thiếu cái Lê à. Dạ. Lý à. Dạ. Lý Văn Cận à. Lê Thị Bẹ. Lê Thị Bệ. À, Lê Thị Bệ đúng không anh? Dạ, chính xác. Anh nói đúng rồi chị ơi. Bây giờ không có cãi anh được, anh nói đúng mà. Ăn xong rồi niệm Phật nha anh. Dạ. Tối cũng niệm Phật luôn nha. Đồng chí Tư Căn về đến kìa. Dạ, đồng chí Tư Căn về đến ha. Trời ơi. Rồi tưởng tượng cái cảnh mà anh múc nước dưới đây mà anh đem nước cái tô anh uống như thế này cô chú anh chị. Rồi tắm dây luôn nè. Nước với hồ có giò á. Ủa? Nước với hồ có giò luôn hả? Nước đó nước với hồ giò hồi đó cái hồ có giò rồi người ta dời qua bên kia rồi giờ trong hồ có giò nó cũng chảy ra, cái đó là hồ có giò. Dạ trời ơi. Cùng chung một khối ấp à. Nhưng mà để uống tội anh quá chị ơi, có cách nào hay anh thích uống vậy? Cái lúc lọc nước trong thùng à. Lọc nước trong thùng lại ha. Rồi bây giờ cái đó uống được chưa? Giả sử như bưng hầm hớp một hớp cũng được à. Trời ơi. Múc với hồ có giò lên uống vậy hả? Hớp rồi đã uống, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Căng chẳng à. Dạ. Anh là con bé quạt khăn đỏ hả? Dạ. Rồi anh thường đi đường anh mà mặc đồ sao? Có mặc đồ đỏ không? Có mặc đồ như Từ Thiên Đại Thánh à. Ồ. Mặc nhiều kiểu à, linh động à. Trang bảo à. Nhưng mặc vậy thấy đẹp không? Thấy nhìn chón lắm mà. Chón lắm à. Ừ, thấy mấy cô lé mắt lắm mà. Ồ. Mấy cô nhìn ngoái lại mấy cô thương lắm mà, cảm động ra nước mắt à. Ồ. Mà Ngọc ơi, khi mai tăng trường là Ngọc biến thành đá ăn không được à. Hay quá anh ơi. Anh ăn xong chưa? Bây giờ anh ăn xong rồi thì anh mặc đồ anh trang điểm anh đi hay sao? Trời ơi, cô bé quạt khăn đỏ mời cô bé. Anh là cô bé quạt khăn đỏ mới chịu nha. Vậy tới giờ đi học là trang điểm à. Ồ vậy hả? Có, à. Bây giờ còn đi học nữa hả? Còn đi à, vẫn đi bình thường à. Dạ. Yeah. Một ngày đến trường là một giờ vui à. Mỗi lần đi ra đường là trang điểm sao? Vui à. Trời ơi. Như cô dâu chú rể à. Như cô dâu chú rể luôn. Sao? Bởi vì ngày đám cưới không có mướn được đồ lớn ở công giáo à. Dạ. Mặc bình thường y phục à. Dạ. Yeah. Chắc có lẽ là anh bị một cú sốc hay bị dính gì rồi. Bị dính chưởng à. Cũng không biết. Dính chưởng hả anh hả? Đâu biết đâu vậy. Rồi anh mê đường mặc đồ sao rồi có bao nhiêu, có dép mới rồi không? Rình ràng dè cảnh cố định nè.
Dạ. Thấy anh ở chỗ này thật sự rất là thương cho anh luôn á. Tất cả những đồ anh đi lụm về toàn là đồ của người mất. Đến nỗi những cái hình nộm mannequin rồi anh cũng lụm về để trước cửa nhà vậy đó. Tạo dựng từ xa. Dạ. Rồi anh thường đi đường mặc đồ sao? Vậy đó hả? Ừ. Vậy là tội đó. Đâu giống con bé Hoàng Đỏ đâu. Không giống như thế là tội ác lắm à. Đi ra đường à. Ra đường mặc sao? Nếu cải trang là núm mối à. Ủa có đội nón đó hả? Ừ, rồi. Khăn rằng bộ đội nhà Đức cũng như áo em mà xé cho anh à. À. Đi đường vậy đó hả? Ừ. Rồi có ba lô được không? Có ba lô à. Có ba lô đâu rồi? Trời ơi. Mới phơi trên la cành đem tới số. Ủa, cái túi màu đỏ vậy thôi chứ không có gì để mới treo cho nó đẹp thôi à anh. Ờ, đặng cho nó có người mờ vô dễ thấy đường à, để khi ra quốc lộ xe Biên Hòa. xe Biên Hòa mà xe của chính lệ quân bển có à, bên Ba Cơ à. Trời ơi. Đi đường hay vậy hả? Ừ. Trời. Vẫn đi bình thường à mà thiếu cái củ tỏi à, mà miền Nam Việt Nam à. Dạ. Yeah. Nước Cộng hòa Thống nhất à. Dạ. Thống nhất không trở về. Dạ, anh qua đây chấm hỏi thăm xíu anh. Mấy cái củi này của anh lụm về hay sao? Tự chặt à. Tự chặt hả? Bây giờ đâu vậy? Tự chặt đặng mãi à, đặng bây giờ vô đi anh, đi vô đi. Xong anh che tôm. Dạ. làm liều cắm trại à. Dạ. Học rồi. Bây giờ anh Tháo nói để lại đi, rồi em hỏi thăm xíu nha. Rồi anh Tháo nói để chị em cô. Em duyên dáng với anh à. Dạ. Cái chuyện anh nghe thoải mái à. Dạ, ý chí đồng điều à. Dạ. Bây giờ ngồi niệm Phật đó hả? Nam Mô A Di Đà. Rồi, để nó như là dẫn chứng thật khi có ra quá, cô chú chị. Khi ấy. À, anh nhưng hội nghị về đông à. Dạ. Nhưng hội nghị viên đồng đen à, viên. Dạ. Đồng đỏ à. Anh niệm Phật đi. Nam Mô A Di Đà Phật thánh giống. Nam Mô Phật giúp con hết bệnh. Nam Mô A Di Đà Phật giúp con hết bệnh. Dạ, anh niệm nhiều lần vô. Nam Mô A Di Đà Phật giúp con hết bệnh. Nam Mô A Di Đà Phật giúp con hết bệnh. Nam Mô A Di Đà Phật giúp con hết bệnh. Nam Mô A Di Đà Phật giúp con hết bệnh. Nam Mô A Di Đà Phật giúp con hết bệnh. Đó, anh niệm Phật anh thấy khỏe không? Thấy khỏe. Khỏe ha. Ừ, để chó như bắt heo à. Ủa thường anh cũng bị chó anh biết không? Biết. Thì em nghe nói là sao mà lúc đó anh không có niệm Phật. Mai mốt đó, mỗi lần anh biết gì anh niệm Phật nha. Dạ. Yeah. Khi mà em nghe bà con với gia đình chính người thân gia đình nói là do là cuộc sống khó khăn quá nên là mới để anh ở đây. Nếu mà có điều kiện nữa, với hai nữa là ở nhà anh thì ai cũng có gia đình hết rồi, cũng không lo lắng được gì hết á. Ừ. Chỉ có em gái của anh đó. Là đi như xe bay mà được hai cái ghế à. Là thương anh lắm á. Nước của anh uống nè. Trời ơi. Cô bé Hoàng Phương Đỏ múc nước uống dây uống mới chịu à. Trời ơi, đau lòng quá cô chú anh chị. Thế cái trường lọt với anh. Anh tắm đây luôn hả? Dạ, khi trời. Nóng nực à, bây giờ thì chưa. Trời ơi. Trời ơi. Giếng đẹp sớm em ai đến mà xem mà đêm nhìn mặt nước trăng vàng hiện lên à. Trời ơi. Mà Nam Mô cúng ông Địa. Mà ông Địa nào uống nước đâu à. Dạ. Chỉ cái hồn thôi à. Dạ. Cái linh tính của mình à. Dạ. Khi sáng tạo à. Dạ. Anh ơi, anh ở đây vậy rồi anh thấy mưa gió đây có sình lắm không? Thấy cũng tạm thời mà lăn lộn theo cái ngôi sao à. Dạ. Bây giờ là mai mốt em đổ cho anh cái nền anh chịu không? Chịu à. Anh mừng không? Mừng. Mừng rồi sao? Mừng thì cảm ơn trời Phật à. Dạ. Thì mai mốt để em đăng clip lên rồi Mạnh Thường Quân có cho anh rồi em quay lại em đổ cho anh cái nền ha. Dạ. Để cho anh có chỗ anh nằm sạch sẽ ha. Rồi, Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà sao chắp tay lại chứ. Niệm đi anh. Nam Mô A Di Đà Phật à. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni A Di Đà Phật. Dạ. Đồ đỏ là trong nhà anh là những món đồ màu nào mà đỏ là anh đều thích. Vì anh ví anh giống như một cô bé Hoàng Khăn Đỏ vào lúc mà lúc thật à. À. Lúc bé Hoàng Khăn Đỏ thật à. Bé Hoàng Khăn Đỏ thường biểu hiện sao? Nói sao? Thường biểu hiện nói chưa kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta thì Bạch Tuyết nói. À. Còn sao nữa? Thì cái gương đáp Bạch Tuyết đẹp muôn phần chứ không phải rần rần như lũ chó tụi bay. Tao không có cức chứ tao có cức thì thiếu gì chó.
Trời ơi. Mô Phật đi anh ơi. Mô A Di Đà Phật. Dạ. Mô A Di Đà Phật. Tối nằm đây ha. Ừ. Trời ơi. Vậy là vô nằm cho thấy à. Dạ. Để em với anh đi vòng vòng coi nhà cửa anh sao đi cho bà con. Mai mốt bà con hỗ trợ cho anh ha. Dạ, đông đúc đông đủ. Dạ, rồi anh đứng đây đi. Từ phía kia là mé sông muôn trùng vô hồng dĩ à. Dạ, đây là mé sông anh ha. Ừ. Trời mới vừa mưa xong cô chú anh chị. Đây là cái khung cảnh mà xung quanh nhà của một người anh năm nay đã ngoài 50 tuổi. 55. 55 tuổi ha. Ừ, 55 cất nhà 54. Có lẽ là do anh bị một cú sốc hay là bị yếm hay là bị về ma nhập gì đó nên là anh rất là bất thường và thay đổi liên tục đến nỗi mà gia đình phải xích lại thời gian và trị bệnh rất là nhiều lần nhưng không thể nào hết bệnh được. Hiện tại thì anh đang ở trong một cái chòi quá là sập xệ luôn, sập xệ như là xệ sập à. Dạ. Ừ, xệ sập. Bây giờ nè anh uống nước như hệ mặt trời à. Tại sao uống nước trong lưu như hệ mặt trời à? Dạ. À, uống nước trong lưu như hệ mặt trời. À, uống nước ngoài sông sao? Cũng như chiến thủy trên không. Ồ, hay quá. Văn thơ cũng dữ quá mà. Còn biết đọc văn thơ gì nữa không? Ca dao lục bát, đọc lục tiên à. À. Đọc thử nghe thử coi. Lục dân bóp 3-4 cái mượt nga la làng à. Rồi. Rồi không dám nói bậy nữa, nói bậy bị gậy đập lưng ông à. Dạ. Để em chia sẻ clip lên thì xem là bà con có ai mà hỗ trợ cho anh đổ cái nền không để cho anh ở sạch nha. Dạ. Sạch sẽ xíu chứ giờ em thấy có mỗi mình anh ở cái chỗ đất trống này cây cối với anh uống nước xong không à. Ờ, còn cái nốt ruồi nó là đúng à. Trời Phật làm dấu à. Dạ. Mô Di Đà Phật à. Dạ. Đất sập rồi. Ủa mà anh ăn cơm đó là cơm ở đâu anh ăn vậy? Cơm đi xin mọi người một chút à. Dạ. Rồi nước thì uống xong có sẵn ha. Ừ. Rồi tắm rồi nhảy xong tắm rồi lên. Ừ. Trời ơi. Khi cần tắm chứ giờ vui quá. Vui quá sẽ là vui à. Dạ. Ủa niệm quá trời luôn. Nãy giờ mới để ý nè. Anh còn một cái niệm nữa nè. Anh ngăn mưa lại. Ừ. Dạ. Thôi em xin phép về nha, rồi bữa nào thì em sẽ quay lại thăm anh nữa nha. Ừ. Thì nếu mà có cô chú anh chị nào mà liền trong nay mai tóc dạ. Hành à. Dạ, nếu mà có cô chú anh chị nào thương ủng hộ cho anh đổ một cái nền xi măng để cho anh ở á. Ừ. Thì em sẽ quay lại tiếp tục cho anh nha. Ừ. Anh nhớ là mỗi lúc mà anh có bị thay đổi về tính cách của mình anh nhớ niệm Phật vô nha. Rồi dạ. Trước khi về anh niệm Phật cái nữa đi anh để mà cho Mô A Di Đà Phật à. Chắp tay là chắp tay A Di Đà Phật. Dạ. Dạ thì em nghĩ cũng xin phép là khép lại video tại đây. Em chúc cô chú chị được nhiều sức khỏe. Em cũng xin phép là khép lại video nha cô bé Hoàng Hân Đỏ. Ờ, cũng sửa nhiều trường hình màu. Dạ, đúng là cô bé Hoàng Hân Đỏ thì có biểu hiện. Phần 2, em sẽ mời một người anh đã từng trị bệnh rất là nhiều bà con bị vong nhập, bị bệnh nghiệp, bị yếm bùa. Anh trị bệnh miễn phí cho bà con. Và anh đã trị bệnh hết rất là nhiều người. Để tiếp tục theo dõi phần 2, cô chú anh chị xem, bấm đăng ký kênh, chia sẻ lên Facebook, Zalo và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất.